áp lên là 150 này. Đấy, tí đã lấy số Zalo của nó để gửi. Áp lên 150 này. Bây giờ hướng dẫn các bạn cái cách tháo lắp nhé. Tháo lắp này em lùi ra một tí. Tháo lắp cái này đơn giản rồi đấy em. Đầu tiên phải tháo lắp thì đều phải khóa này lại. Rồi khóa cái đòi đầu là phải khóa. Em cứ lấy cho người ta yên tâm. Làm lại quy trình nhé. Nói chung chắc là bọn nó làm rồi nó phải biết cách. Không cứ cẩn thận người ta nhỡ người ta. Cái này lắp tháo lắp cái này thì nó đơn giản. Đương nhiên đưa cái này vào này. Rồi. Siết chặt. Giữ độ giữ củ đồng hồ nhé, đừng giữ đấy không chân đồng hồ. Siết. Giữ đồng hồ cho vuông nghe chưa? Giữ xong bắt đầu nới cái này ra hết thì coi như là khóa van bắt đầu kiểm tra đồng hồ này. Đấy, lên luôn 100 áp này, 150 áp luôn này. Xong bắt đầu bây giờ nới ra một chút, đấy, bắt đầu bơm bóng. Cái này nó làm là nó biết rồi. Bây giờ mình lấy thôi. Bắt đầu bơm vào, siết vào, cho khí nó bắt đầu ra. Cho khí ra. Trên anh xả chưa? Xả rồi, đấy. Khi này bắt đầu bơm này. Em giữ máy anh. Bởi vì anh hiệu nó khách mới. Bóng chắc là có. Quay vào này đúng không? Vào xong cái này nó chỉ là cả các bạn là chỗ này nó hơi xì thì bây giờ chạy ra chợ trời mua ghé hoặc là mấy cái quấn lại quấn chả được rồi, chỉ có mua cái đầu vòi cả. Mua cái đầu vòi chắc nó làm rồi nó phải có cái này rồi vì nó chuyên cái này rồi nó phải có.